Top những hòn đảo hot nhất Việt Nam mà ai cũng muốn đi một lần trong đời, lựa chọn tuyệt vời cho các kỳ nghỉ. Những kỳ nghỉ lễ dài như ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 tới đây, một chuyến đi vi vu đến những hòn đảo xinh đẹp của Việt Nam quả thật rất hợp lý. Bên cạnh đường bờ biển dài với rất nhiều bãi biển đẹp, Việt Nam chúng ta còn có những hòn đảo xinh đẹp, được ví như thiên đường hạ giới. Đó cũng là những địa điểm ngày càng thu hút nhiều khách du lịch. Trong những kỳ nghỉ dài như dịp lễ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 tới đây, các hòn đảo cũng là lựa chọn của rất nhiều du khách cho một kỳ nghỉ thật thoải mái, dễ chịu và không kém phần thú vị. Dưới đây là những hòn đảo đẹp nhất nhì Việt Nam mà ai cũng muốn đi một lần trong đời. Đảo Phú Quý. Thời gian gần đây, đảo Phú Quý ngày càng hot, nhất là với các bạn trẻ. Nơi này cách thành phố Phan Thiết khoảng 120 km, nổi tiếng với những bãi biển xanh trong, mang vẻ đẹp hoang sơ nên càng khiến người ta muốn khám phá. Đi xe máy vòng quanh đảo, du khách tha hồ khám phá rất nhiều địa điểm xinh đẹp như check-in cây cô đơn, đón bình minh ở dốc Phượt hay ngắm hoàng hôn trên vịnh Triều Dương. Bên cạnh đó còn có tour đi hòn Tranh Lặng ngắm san hô, cùng hàng loạt địa điểm tham quan khác làm say đắm lòng người. Vẻ đẹp say đắm lòng người của hòn đảo Phú Quý. Đảo Phú Quốc được mệnh danh là đảo Ngọc Phú Quốc với vẻ đẹp ngất ngây lòng người không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn được rất nhiều vị khách nước ngoài biết đến. Phú Quốc được biết đến là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam với khung cảnh biển xanh trong, những bãi cát trải dài đến vô tận. Bên cạnh đó, nơi đây còn có rất nhiều trải nghiệm thú vị khác như lặn ngắm san hô, câu mực, chạy xe xuyên rừng. Không chỉ vậy, cùng với sự phát triển của dịch vụ và các địa điểm du lịch tại đây, Phú Quốc còn trở thành địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng cho du khách. Đảo Ngọc Phú Quốc thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đảo Lý Sơn. Với những du khách muốn chinh phục các địa điểm mang vẻ đẹp hoang sơ, đảo Lý Sơn chính là một trong những điểm đến lý tưởng. Lý Sơn được ví như viên ngọc quý của Quảng Ngãi với vẻ đẹp khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt. Nơi này vốn là vết tích của miệng núi lửa cách đây hàng chục triệu năm nên hầu hết các điểm đến tại đây đều mang vẻ đẹp tự nhiên. Biển Lý Sơn có làn nước trong xanh nhìn tới thấu đáy, những bãi cát trải dài vô tận mang đến vẻ đẹp của sự bao la. Hùng vĩ hay thảm thực vật đa dạng càng khiến cho thiên nhiên Lý Sơn thêm mê đắm. Lý Sơn, viên ngọc quý của Quảng Ngãi. Côn đảo được mệnh danh là một trong những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam, bởi thế mà ai cũng mong muốn ghé tới ít nhất một lần trong đời. Vào các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, nơi đây thu hút rất đông khách du lịch tới khám phá, trải nghiệm. Không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, bãi biển đẹp say đắm lòng người, du khách đến Côn Đảo còn rất thích thú với những trải nghiệm như chụp ảnh với máy bay trên bãi biển đầm trầu, tham gia vào các tour ngắm san hô, xem rùa đẻ trứng, tham quan và check-in tại những địa điểm hot ở Côn Đảo. Càng hot hơn khi mới đây, các tuyến tàu cao tốc đến Côn Đảo được đẩy mạnh hoạt động, bởi vậy mà càng thu hút du khách ghé tới nơi này. Côn Đảo với rất nhiều hoạt động hấp dẫn du khách. Đảo Nam Du cùng nằm ở tỉnh Kiên Giang, thế nhưng so với Phú Quốc, đảo Nam Du chưa được đẩy mạnh khai thác và phát triển về du lịch. Thế nhưng đây cũng chính là điều làm nên nét hoang sơ và bí ẩn của hòn đảo này, từ đó thu hút các du khách tới khám phá. Tới Nam Du, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống làng chài cùng người dân nơi đây. Cùng với đó là rất nhiều hoạt động thú vị như tắm biển ở bãi cây mến, bãi ngự, tham quan hải đăng Nam Du, đi thuyền ra các hòn lân cận như hòn Mấu, hòn Ngang. Nam Du hoang sơ, bí ẩn khiến người ta mong muốn khám phá. Thiên nhiên Việt Nam vô cùng tươi đẹp và các hòn đảo chính là một phần rất quan trọng trong số đó. Để khám phá thêm thật nhiều cảnh đẹp ở nước mình, nhất định đừng bỏ qua những hòn đảo xinh đẹp này nhé.